Cristiano Ronaldo là một nghi ngờ lớn cho trận ra mắt của Rangnick trong đội bóng của Manchester United vào Chủ nhật với chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt của Ronaldo sẽ là một cú sốc lớn đối với Rangnick, người hôm qua đã thề sẽ có được những gì tốt nhất của siêu sao 36 tuổi. Các nguồn tin tại United cho rằng người đàn ông Bồ Đào Nha có thể đã bị thương ở đầu gối khi thực hiện màn nhảy ăn mừng đặc trưng của anh ấy sau khi ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 3-2 thứ năm trước Arsenal tại Old Trafford. Tuy nhiên, Ronaldo đã chơi tiếp và thậm chí chạy cả sân vào cuối trận khi United bứt lên. Cuối cùng anh ấy đã bị thay ra ở phút 88 và bước đi một cách lúng túng trên sân. Đã có những lo ngại rằng Ronaldo sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập với phong cách chơi pressing cao của Rangnick, nhưng ông chủ mới đã hứa sẽ triển khai anh ở tuyến trên. Rangnick, người đối đầu với Crystal Palace vào ngày mai, cho biết bạn luôn phải điều chỉnh phong cách hoặc ý tưởng bóng đá của mình với những cầu thủ bạn có sẵn, chứ không phải ngược lại. Chứng kiến Cristiano đối đầu với Arsenal trong hiệp 2 ở tuổi 36, anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu đáng kinh ngạc. Ở độ tuổi của anh ấy, tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào có thể lực tốt như vậy. Anh ấy vẫn là một cầu thủ có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, vâng, đó là về cách chúng tôi có thể phát triển toàn đội. Không chỉ Cristiano, chúng tôi chơi ở giải đấu cạnh tranh nhất trên thế giới nên chúng tôi cần tất cả các cầu thủ trên tàu. Những gì tôi thấy từ Cristiano, anh ấy sẵn sàng làm điều đó. Để đưa ý kiến của mình vào đội, các đồng đội của cậu ấy cũng sẽ phải làm như vậy. Rangnick sẽ không có nhiều thời gian để trình bày ý tưởng của mình trước trận đấu ngày mai trên sân nhà với Palace. Anh ấy nói, tôi không thể làm được nhiều điều với các cầu thủ đã đối đầu với Arsenal bởi vì tôi cần đảm bảo rằng họ có đủ sức mạnh và nhiên liệu trong những cỗ xe tăng cho trận đấu vào Chủ nhật. Vì vậy, về mặt thể chất chúng tôi không thể thực sự tập luyện. Vì vậy, cách duy nhất để giúp đỡ họ và cung cấp cho họ một đầu vào rõ ràng là về mặt tinh thần liên quan đến năng lượng. Trận đấu với Arsenal trong hiệp 2 cho thấy toàn đội có đủ năng lượng. Tất nhiên đó là về cảnh quay video cho họ thấy những tình huống phù hợp. Cho họ biết họ có thể làm gì tốt hơn để giúp nhóm tránh xa cái hộp của chính họ những thứ như vậy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.